Xin chào toàn thể các quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan phải gửi tới tất cả các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Hôm nay thì Lan cũng muốn trần tình một vài lời với các quý vị khán giả trước khi Lan vào nội dung những thông tin mà Lan chia sẻ. Thì hôm nay Lan có đăng mấy cái video short ngắn. Đấy là cái mà Lan làm thí điểm, bởi vì là bên YouTube họ có hướng dẫn là nên làm một vài những cái video short ngắn từ 1 phút trở lại để có những cái mà hấp dẫn hơn đối với người xem, tức là những cái hình ảnh hoặc là những câu chuyện gì đó ngắn để có thể là truyền tải nhanh nhất cho những cho các quý vị khán giả. Cho nên là hôm nay thì Lan có đăng thí điểm vài cái video short ngắn dưới 1 phút, thì Lan rất mong được các quý vị hãy ủng hộ cho những cái video ngắn của Lan. Lan mới đăng thí điểm trong ngày hôm nay và những ngày tới. Tiếp tục về câu chuyện thời sự thì chúng ta thấy là hiện nay thì lò của bác Trọng đang đỏ lửa và rất nhiều các vị quan chức cũng như là các doanh nghiệp sân sau đã bị phanh phui. Có những cái vụ án lắt léo của nó cũng vô cùng phức tạp. Thì ngày hôm nay Lan muốn truyền tải với các quý vị là những mánh mung tham nhũng. Cựu tư lệnh cảnh sát biển đã bàn bạc với cấp dưới để rút 50 tỷ đồng như thế nào? Bài báo Dân Trí viết rằng tại phòng ăn, ông Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động trao đổi với cấp dưới về việc làm thế nào để rút ruột được 50 tỷ đồng ngân sách để chi cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và tất cả đều đồng ý. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can đều từng công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ra trước Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội để xét xử về tội tham ô tài sản. 7 bị can nói trên bao gồm ông Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, cựu trung tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển. Ông Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu chính ủy. Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy. Phạm Kim Hậu, 59 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng. Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh. Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng cục kỹ thuật. Và Bùi Văn Hòe, 54 tuổi, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính, phải rút 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng. Theo cáo trạng, ngày 21 tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019, tổng số tiền là 450 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, tại phiên họp thường vụ của Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng đã quyết nghị phân bổ cho Cục Kỹ thuật 150 tỷ đồng để tổ chức mua sắm tập trung vật tư thiết bị cung cấp cho các đơn vị. Sau đó, Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển đã gặp trao đổi và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật khi thực hiện mua sắm vật tư thiết bị, nguồn kinh phí năm 2019 được phân bổ phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng. Nguyễn Văn Hưng báo cáo với Nguyễn Văn Sơn là Cục Kỹ thuật chưa bao giờ thực hiện việc này, rút ra 50 tỷ là rất lớn, khó thực hiện và việc này phải thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì Cục Kỹ thuật mới dám thực hiện, cáo trạng nêu. Do Bộ Quốc phòng có điều chỉnh về việc giảm nguồn ngân sách chi phí cho quản lý hành chính, phân bổ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2019 xuống còn 444 tỷ đồng là giảm 6 tỷ đồng so với thông báo ngày 21 tháng 2 năm 2019. Và để tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Hưng dễ thực hiện việc rút 50 tỷ đồng nên trước phiên họp thường vụ Đảng ủy ngày 26 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo cho Bùi Văn Hòe là phụ trách trưởng phòng tài chính cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản sửa chữa trang thiết bị của 4 vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật. Tại phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2019, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng đồng ý quyết nghị phân bổ lại nguồn ngân sách quản lý hành chính năm 2019 cho Cục Kỹ thuật số tiền là 179,1 tỷ đồng, tăng 29 tỷ đồng so với kết quả phiên họp Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 8 tháng 3 năm 2019. Trước đó, khoảng đầu tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Nguyễn Văn Sơn đã
chủ động trao đổi với Hoàng Văn Đồng, Chính ủy, Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy, Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng và Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh về việc chỉ đạo Nguyễn Văn Hưng rút 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cho quản lý hành chính năm 2019, phân bổ cho Cục Kỹ thuật để chi cho các thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Tất cả đều đồng ý và không có ý kiến gì khác. Ngày 4 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Văn Sơn đã ký quyết định giao toàn bộ ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179,1 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu Nguyễn Văn Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về cho Bộ Tư lệnh. Việc rút ruột 50 tỷ đồng là nhiệm vụ phải hoàn thành. Chấp hành chỉ đạo của Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng đã trao đổi và yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật bao gồm Thượng tá Lê Sơn, trưởng phòng quản lý kỹ thuật tàu, Thượng tá Nguyễn Đình Quý, trưởng phòng khí tài điện tử, Đại tá Vũ Văn Đoàn, trưởng phòng vật tư, Thượng tá Tăng Anh Tuấn, trưởng phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng phòng quân khí và Đại tá Lê Xuân Hanh, trưởng phòng xe máy, thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách quản lý hành chính được phân bổ năm 2019, phải rút lại tổng số tiền 50 tỷ đồng để đưa Nguyễn Văn Hưng chuyển lại cho thủ trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng vào việc chung. Các trưởng phòng đều báo cáo với Hưng là rất khó thực hiện, nhưng Nguyễn Văn Hưng tiếp tục yêu cầu các trưởng phòng xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao và phải hoàn thành. Sau khi các phòng nhận thông báo phân bổ ngân sách, căn cứ vào số tiền được thông báo, Nguyễn Văn Hưng đã thống nhất và giao nhiệm vụ cho từng trưởng phòng về việc phải rút những số tiền để khớp với số tiền 50 tỷ đồng đã được giao. Cụ thể, phòng quản lý kỹ thuật tàu được giao ngân sách 78 tỷ đồng, phân chia thành 10 hợp đồng để ký với 8 nhà thầu và phải rút lại số tiền 25 tỷ đồng. Phòng khí tài điện tử được giao ngân sách 65 tỷ đồng, phân chia thành 8 hợp đồng để ký lại với 5 nhà thầu và phải rút lại số tiền 19,5 tỷ đồng. Phòng vật tư được giao ngân sách 12 tỷ đồng, chia thành 2 hợp đồng để ký với 2 nhà thầu và phải rút lại số tiền là 2 tỷ đồng. Phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng được giao ngân sách 11,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký kết với 1 nhà thầu và phải rút lại số tiền 2 tỷ đồng. Phòng quân khí được giao ngân sách 6 tỷ đồng, phân chia thành 3 hợp đồng để ký với 3 nhà thầu và phải rút lại số tiền ngân sách 1,45 tỷ đồng. Phòng xe máy được giao ngân sách 1,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 2 nhà thầu và rút lại 50 triệu đồng. Do thời gian giải ngân nguồn ngân sách được cấp trong năm 2019 ngắn và căn cứ chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, các trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật đã phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu được chia nhỏ có giá trị dưới 10 tỷ đồng để thuộc thẩm quyền Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng, đồng thời liên hệ với các nhà thầu thực hiện các bước theo quy định về đấu thầu hạn chế đối với 21 gói thầu, chào hàng cạnh tranh thông thường đối với 4 gói thầu và chỉ định thầu đối với 3 gói thầu và mua sắm trực tiếp đối với 1 gói thầu. Bên cạnh đó, căn cứ và đặc tính kỹ thuật của vật tư thiết bị trong các gói thầu, các trưởng phòng được giao rút lại tiền đã chủ động đặt vấn đề với các nhà thầu để nâng giá trị vật tư thiết bị đối với 24 gói thầu nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi. Để được tham dự đấu thầu và trúng thầu, các doanh nghiệp đã đồng ý theo đề nghị và cùng các trưởng phòng thống nhất nâng giá vật tư thiết bị hoặc là trích lại lợi nhuận. Từ giai đoạn khảo sát giá để xây dựng giá gói thầu nhằm mục đích rút lại cho đủ 50 tỷ đồng nộp về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cáo trạng cho biết, từ đầu tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020, các nhà thầu đã chuyển lại trực tiếp bằng tiền mặt cho các trưởng phòng. Cụ thể là Thượng tá Lê Văn Sơn, trưởng phòng quản lý kỹ thuật tàu nhận lại tổng số tiền là 25 tỷ đồng. Thượng tá Nguyễn Đình Quý, trưởng phòng khí tài điện tử nhận lại số tiền 19,5 tỷ đồng. Đại tá Vũ Văn Đoàn, trưởng phòng vật tư, nhận lại số tiền là 2 tỷ đồng. Thượng tá Tăng Anh Tuấn, trưởng phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhận lại tổng số tiền 2 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng phòng quân khí, nhận lại tổng số tiền là 1,45 tỷ đồng. Riêng đối với Đại tá Lê Xuân Hanh, trưởng phòng xe máy, đề nghị hai nhà thầu hỗ trợ 50 triệu đồng và được đồng ý. Nhưng sau khi thực hiện hợp đồng, hai nhà thầu này không chuyển lại tiền theo thỏa thuận, nên Lê Xuân Hanh lấy 50 triệu đồng của cá nhân để nộp cho Nguyễn Văn Hưng.
Số tiền của các doanh nghiệp chuyển lại đã được các trưởng phòng nộp cho Nguyễn Văn Hưng và Hưng cũng đã chuyển toàn bộ 50 tỷ đồng này cho Nguyễn Văn Sơn. Việc giao nhận tiền được các cá nhân thực hiện tại phòng làm việc của Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Sơn. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn đã chia cho 5 thủ trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển gồm Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Quyết và Bùi Trung Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phạm Kim Hậu đã làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 file ghi âm phản ảnh về một số tiêu cực tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang thiết bị năm 2019. Trên cơ sở đó, các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra về các sai phạm. Quá trình làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến tháng 9 năm 2021, các cá nhân đã báo cáo rõ về hành vi sai phạm, tự nguyện nộp mỗi người 10 tỷ đồng về phòng tài chính của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển để khắc phục hiệu quả. Như vậy là chúng ta đã thấy là trên đe dưới búa, cho nên đôi khi tất cả những cán bộ đã được giao vào những trọng trách là không thể nào chống lại. Và cuối cùng thì vì thiếu tinh thần trách nhiệm cho nên đã gây những hậu quả nghiêm trọng, và vì thiếu tính tự chủ cho nên đã làm theo sự chỉ đạo của những lãnh đạo thoái hóa biến chất, và cuối cùng thì tự đưa mình vào còng số 8. Và đây cũng là bài học cho các cán bộ sau này, thà rằng không làm để an toàn cho gia đình và cho bản thân, và có thể là tố cáo ngay từ lúc chưa làm thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái kết quả đáng tiếc như bây giờ họ phải chịu. Chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện về vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thì cũng tương tự như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng rất nhiều những gói thầu và gây thất thoát rất nhiều tiền ngân sách. Và cái quyền lực ngầm của bà chủ tịch AIC như thế nào thì trong một bài báo của báo Vietnamnet thì viết rất là rõ là lời khai về quyền lực ngầm của chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Khi cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn thì lúc này cựu bí thư tỉnh Đồng Nai ông Trần Đình Thành nói là để anh sẽ liên hệ với cô Nhàn nhờ hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương. Liên quan đến vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khai là đã biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào đầu năm 2010. Qua giới thiệu của ông Trần Đình Thành, khi đó là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, ông Vũ biết là bà Nhàn có mối quan hệ rất là lớn và thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo các bộ các ngành địa phương. Theo lời khai của ông Vũ, bà Nhàn là người đã chủ động liên hệ với bị can để đặt vấn đề tham gia xây dựng bệnh viện, hỏi các thông tin về dự án, về kế hoạch đấu thầu, mức đầu tư các mặt hàng. Đồng thời bà Nhàn đã giới thiệu giao phó tổng giám đốc công ty AIC Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp làm việc với bệnh viện để công ty AIC chủ động tham gia cung cấp các thiết bị y tế cho dự án. Tháng 6 năm 2010, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuẩn bị bổ sung vốn đầu tư các trang thiết bị y tế vào dự án. Lúc này, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành đã điện cho ông Vũ mời ăn trưa cùng với bà Nga là phó tổng giám đốc của công ty AIC. Tại buổi gặp mặt đó, ông Thành đã giới thiệu và đề nghị ông Vũ tạo điều kiện giúp cho công ty AIC trúng thầu các gói thầu trang thiết bị y tế tại dự án của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Do AIC là một công ty lớn, có mối quan hệ rộng, có công việc xin vốn phần thiết bị y tế cho bệnh viện. Khi được ông Thái chỉ đạo như trên thì ông Vũ đã chấp hành. Kết luận điều tra cho thấy, ông Vũ có vai trò là giám đốc bệnh viện, đại diện chủ đầu tư, là người trực tiếp được giao quản lý dự án, trực tiếp ký và lựa chọn nhà thầu. Và vì ông Vũ đã tạo điều kiện cho công ty AIC được trúng tới 16 gói thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo phó tổng giám đốc công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà đã 6 lần và chi 14,8 tỷ đồng cho ông Vũ để cảm ơn. Trong vụ này, bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến 2015, có trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Sở. Bà Thu còn phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch phân bổ nguồn vốn, thẩm định dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu.
Ngoài ra, bị can còn là thành viên Ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ khi khởi công dự án cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cơ quan điều tra đã xác định bà Thu đã ký vào hai tờ trình để ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và quyết định duyệt lại dự án bổ sung thêm phần chi phí thiết bị với số tiền hơn 756 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư lên 1.904,3 tỷ đồng, trái quy định. Thời điểm tháng 6 năm 2010, trước khi phê duyệt bổ sung chi tiết kinh phí cho dự án, bà Thu đã báo cáo xin việc vốn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, ông cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành nói để anh liên hệ với Nhàn nhờ hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương. Sau đó, việc xin vốn diễn ra thuận lợi và công ty AIC được tỉnh tạo điều kiện là đơn vị trúng thầu cung cấp phần trang thiết bị cho dự án khi tổ chức đấu thầu. Theo lời khai của bà Thu, thì cụ thể là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và lãnh đạo tỉnh đã tác động như thế nào lên Trung ương để xin vốn thuận lợi thì bị can không biết. Kết quả xác minh thu thập tài liệu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cho thấy dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã được bố trí 336,315 tỷ đồng, cao hơn 69,477 tỷ đồng so với quy định. Do công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương nên để đảm bảo điều tra, kết luận tổng thể các dự án liên quan, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bổ, sử dụng vốn, quyết toán vốn ngân sách trung ương để điều tra xác minh làm rõ xử lý sau. Như vậy chúng ta thấy rằng nó là một trong những cái bắt tay chặt chẽ từ việc là các doanh nghiệp cho đến các bộ, cho đến các chủ đầu tư, và đây chính là một cái mối liên minh ma quỷ mà họ đã tạo nên một cái khối lợi ích nhóm chặt chẽ và từ đó làm thất thoát rất nhiều tiền ngân sách của nhà nước. Và bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không có vùng cấm trong công cuộc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, và chính vì thế những vụ án này đã được phanh phui. Qua đây thì chúng ta mới thấy sự kinh khủng của mối liên kết chặt chẽ. Và cho dù bất kể một người nào có dũng cảm nhất cũng không dám tố cáo, và chỉ duy nhất một người phụ nữ, đó là chị Nguyễn Phương Hằng, đã liên tục đưa ra những thông tin ngầm nói rằng từ Trung ương tới địa phương, và đặc biệt là ở cái khu vực phía Nam này, thì có những cái mắt xích, có những cái sự bắt tay chặt chẽ tới mức mà gần như là địa phương hóa. Và bây giờ thì bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự đã gần như là làm thay đổi cả một hệ thống quan chức nhà nước. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!